Xin chào tất cả các bạn. Vậy là Apple đã chính thức cho ra mắt những dòng thiết bị iPhone 16 series, và đi kèm với đó thì Apple cũng đã cập nhật cho chúng ta cái phiên bản iOS 18 phiên bản RC. Thì phiên bản RC là viết tắt của iOS Release Candidate, có thể hiểu nó là một cái phiên bản thử nghiệm cuối cùng trước khi mà phiên bản iOS chính thức được cập nhật cho toàn bộ người dùng. Thì qua cái video này, mời các bạn cùng trải nghiệm với mình cái phiên bản iOS 18 RC này. Thì cái phiên bản iOS RC thường nó sẽ ra mắt trước cái phiên bản iOS chính thức khoảng tầm 1 tuần. Bây giờ nếu mà các bạn muốn trải nghiệm phiên bản RC, các bạn truy cập vào một trang web giống mình nha, bằng Safari. Các bạn sẽ vào betaprofile.dev và các bạn vuốt xuống, các bạn chọn vào cái chỗ là bút lịch ở đây. Ở đây thì các bạn sẽ thấy một cái dòng gọi là iOS 18 bút lịch beta. Thì các bạn sẽ bấm cài đặt cái profile này vào nha. Sau khi các bạn cài đặt profile vào, các bạn vào bên trong cài đặt của thiết bị iPhone. Các bạn vào cập nhật phần mềm. Thì nó sẽ có một cái dòng gọi là bản cập nhật beta. Các bạn bật cái này lên nha. Bật cái này lên và các bạn quay lại thì lúc này các bạn sẽ thấy phiên bản iOS 18. Nó không phải là để chữ beta nữa nha, mà nó chỉ là iOS 18 như thế này. Thì đây là cái phiên bản RC như lúc nãy mình nói đó. Thì các bạn có thể cập nhật trên thiết bị của các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến những cái điểm mới trên cái phiên bản iOS 18 RC này nha. Thì cái thay đổi đầu tiên là cái Control Center, cái trung tâm điều khiển của chúng ta được làm lại với cái giao diện mới như thế này. Thì những cái biểu tượng này nó sẽ có những cái màu sắc khá là tươi tắn và đẹp mắt. Chúng ta sẽ có ba cái trang màn hình nè. Ở cái phiên bản cũ của Control Center của những dòng iOS 17 trở xuống thì chúng ta sẽ không có những cái trang này nha. Rồi, chúng ta có thể là nhấn chữ vào để chúng ta có thể thêm hoặc bớt những cái cài đặt nhanh, hay các bạn có thể bấm vào cái dấu cộng ở trên góc trái. Ở bên góc phải chúng ta sẽ có một cái biểu tượng của cái icon tắt nguồn, các bạn có thể nhấn chữ vào đây và thả tay ra. Nó sẽ có một cái trượt để tắt nguồn, thì giúp cho chúng ta có thể thay thế được cái nút này khi mà chúng ta nhấn tắt cái điện thoại iPhone. Cái thay đổi thứ hai là chúng ta có thể tùy biến được cái màn hình chính của thiết bị iOS rất là sâu nha. Chúng ta có thể bấm vào tùy chỉnh ở đây và các bạn có thể là chuyển đổi cái kiểu icon sang cái chế độ tối nè, hay chúng ta có thể đặt qua chế độ tự động, hay các bạn có thể chỉnh cho nó có những cái màu nào đó thì tùy. Các bạn có thể vuốt cái thanh này thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể đồng bộ được những cái icon trên thiết bị iPhone của chúng ta, cái điều mà từ iOS 17 trở xuống không thể nào làm được nha. Ví dụ như chúng ta đặt cái chế độ Dark Mode nè, hầu hết những cái ứng dụng nó sẽ chuyển qua cái chế độ Dark Mode, nhưng mà những cái app bên thứ ba đó, ví dụ như là Zalo, thì cái này chúng ta phải đợi nhà phát hành cập nhật nha. Vì đối với chế độ Dark Mode của iOS 18 thì những cái app bên thứ ba không hỗ trợ thì nó vẫn là chế độ Light Mode như thế này. Ngoài ra thì chúng ta có thể chỉnh cho cái icon nó lớn lên và nó sẽ không còn cái tên của cái ứng dụng ở bên dưới như thế này. Một cái thay đổi nữa trên cái màn hình chính là chúng ta có thể nhấn giữ vào bất kể những cái icon và chúng ta kéo thả nó đến bất kỳ vị trí nào trên màn hình, một điều mà iOS 17 trở xuống không cho chúng ta thực hiện. Bây giờ các bạn có thể là thoải mái sắp xếp những cái icon này trên màn hình chính, các bạn muốn đặt chỗ nào cũng được nha. Thì điều này mình thấy nó khá là tương đồng với những dòng thiết bị Android. Cái thay đổi tiếp theo về cái giao diện là chúng ta có thể tùy biến được những cái icon trên cái màn hình khóa. Ở iOS 17 trở xuống chúng ta không thể nào thay thế hai cái biểu tượng đèn LED và camera. Thì bây giờ trên iOS 18 Apple đã cho chúng ta một cái tùy chọn để chúng ta xóa cái biểu tượng cũ đi. Và các bạn có thể nhấn vào đây, các bạn đặt vào đây những cái chức năng khác, ví dụ như là máy tính hay là báo thức. Thì cái điều này á, đối với những bạn mà lúc trước á, các bạn sử dụng iPhone, các bạn để trong túi mà cái đèn LED chúng ta hay bị sáng lên đó, nó làm thiết bị chúng ta nóng máy hao pin, thì các bạn có thể là đổi cái biểu tượng đèn LED thành cái biểu tượng khác nha. Thì điều này giúp cho chúng ta cũng tùy biến được cái màn hình khóa của thiết bị iPhone nó cao hơn. iOS 18 cung cấp cho chúng ta một cái tính năng giúp cho chúng ta có thể khóa ứng dụng hoặc là ẩn ứng dụng với Face ID nha. Thì bây giờ mình sẽ, ví dụ mình sẽ khóa cái ứng dụng App Store, thì nó sẽ có một cái mục gọi là yêu cầu Face ID. Khi mình nhấn vào đây, mình sẽ có thể là yêu cầu Face ID khi mà mình tiến hành mở cái app này. Nó sẽ có một cái thông báo nó yêu cầu chúng ta phải quét Face ID. Thì chỉ khi mà cái iPhone nó nhận dạng Face ID chính chủ thì nó mới có thể là truy cập vào ứng dụng này nha. Thì đây là cái chức năng khóa ứng dụng chính chủ của iOS 18 cung cấp cho chúng ta. Ngoài ra đối với những cái ứng dụng bên thứ ba đó, ví dụ như là Zalo nè, thì khi mà chúng ta bấm vào yêu cầu Face ID, nó sẽ có thêm một cái chức năng gọi là ẩn và yêu cầu Face ID. Thì lúc này nếu mà các bạn muốn ẩn luôn ứng dụng thì chúng ta sẽ bấm vào ở dưới nha. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần khóa bằng Face ID thì các bạn chọn ở trên. iOS 18 thì cũng cho chúng ta những cái tương tác khi mà chúng ta bấm vào cái phím cứng. Các bạn chú ý khi mà mình bấm vào cái phím âm lượng nè, thì trên màn hình của thiết bị iPhone nó cũng như là nó có một cái gì đó nó tương tác lại với cái phím bấm của chúng ta. Bên đây cũng vậy nha, khi mà các bạn nhấn bất kể những cái phím nào trên cái thiết bị của chúng ta thì nó sẽ có một cái hiệu ứng nó tương tác lại.
Ngoài ra trên cái phiên bản iOS 18GC này, Apple cũng đã bổ sung vào cho chúng ta những cái chức năng mới, ví dụ như là điều khiển iPhone bằng mắt nè, chế độ gaming mode khi mà chúng ta chơi game, hay là chức năng giúp cho chúng ta hạn chế say tàu xe khi mà chúng ta sử dụng iPhone trên những cái phương tiện giao thông. Thì những cái chức năng này mình sẽ nói rõ trong cái phiên bản iOS 18 chính thức sau này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ qua đến cái phần tiếp theo là về những cái trải nghiệm sử dụng cũng như là cái hiệu năng khi mà chúng ta cập nhật cái phiên bản iOS 18GC này. Thì trước tiên chúng ta cùng xem qua cái trải nghiệm sử dụng cũng như là animation đóng mở app nha. Thì trên cái thiết bị của mình nó sẽ hỗ trợ cái tần số quét là 120Hz. Thì mình nâng cấp lên cái phiên bản iOS 18GC này thì mình trải nghiệm thì mình thấy nó rất là mượt mà nha các bạn. Trên thiết bị iPhone 14 Pro Max thì khi mà mình đóng mở cái ứng dụng nè, các bạn có thể thấy là tốc độ khung hình của nó sẽ đẩy lên 120Hz. Cho nên là cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta rất là mượt mà, hầu như là không có cái tình trạng giật lag nha. Chúng ta qua đến cái phần hiệu năng nha. Mình sẽ đánh giá với ba cái phần mềm AnTuTu, GitBench 6 và 3D Max. Trước tiên chúng ta sẽ cùng xem lại cái điểm hiệu năng khi mà chúng ta ở phiên bản 17.6.1 nha. Thì iPhone 14 Pro Max của mình đạt được 1.359.000 điểm khi ở iOS 17.6.1 với cái phần mềm AnTuTu 10.0.3. Bây giờ ở phiên bản 18GC thì mình đánh giá lại thì số điểm của mình sụt giảm còn lại 1.301.000. Thì cái này là cùng một phiên bản AnTuTu nhé. 17.6.1 sẽ cao hơn khoảng 60.000 điểm so với 18GC. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mềm GitBench 6 nha. Chúng ta sẽ vào cái CPU chúng ta xem lại lịch sử. Thì ở cái phiên bản 17.6.1, điểm đơn nhân đạt được là 2.644 và điểm đa nhân là 6.903. Bây giờ thì ở phiên bản 18GC, điểm đơn nhân là 2.556, đa nhân là 6.447. Thì hai cái số điểm đơn nhân và đa nhân đều sụt giảm so với cái phiên bản 17.6.1 nha. Đây, 18.0, 2.556, 6.447, so với là 2.644 và 6.903. Phần mềm 3D Max, 3D Max thì mình đánh giá với Wi-Fi Extreme chế độ không giới hạn thì 17.6.1 là 2.605 với cái FPS trung bình là 15.6. Còn bây giờ 18 thì nó chỉ còn 2.297 thôi và FPS trung bình của nó chỉ là 13.8. Thì ba cái phần mềm này cũng chỉ là một cái cơ sở để chúng ta có thể là so sánh với cái phiên bản iOS gần kề lúc trước. Thì qua cái cơ sở này thì chúng ta có thể là cảm nhận được iOS 18GC so về hiệu năng sẽ không bằng iOS 17.6.1 nha. Tiếp theo mình sẽ nói đến phần pin và nhiệt độ sử dụng. Thì cái nhiệt độ trên iOS 18GC này mình thấy nó khá là mát. Mặc dù là mình đánh giá với ba cái phần mềm này thì chỉ riêng cái phần mềm AnTuTu trong cái quá trình mà nó đánh giá thì máy nó hơi ấm hơn thôi. Còn khi mà mình ngưng AnTuTu thì máy nó sẽ hạ nhiệt lại bình thường. Và hai phần mềm này thì mình chạy nó cũng không có cái tình trạng là ấm lên. Bây giờ thì mình cảm thấy là cái máy nó rất là mát nha. Mặc dù là mình có đeo ốp và mình trải nghiệm đó thì mình cũng không thấy nó có cái tình trạng là nóng lên cũng như là quá nhiệt. Còn về phần pin thì chúng ta sẽ vào phần pin để chúng ta cùng xem cái biểu đồ nha. Pin của mình thì sau khi mình cập nhật lên cái phiên bản này thì nó bị sụt giảm 1%. Ở cái phiên bản 17.6.1 mình còn 95%, nhưng mà cập nhật lên mình check lại thì nó còn 94. Bây giờ thì chúng ta cùng xem cái biểu đồ. Thì lần sạc gần đây nhất của mình là khoảng 1 giờ trước. Ở đây nè, sạc đầy vào khoảng tầm hơn 9 giờ. Hơn 9 giờ và bây giờ là 11 giờ. Thì sau khi mà sạc đầy, mình sẽ sử dụng với những cái AnTuTu, GitBench và BuddyMax. Thì các bạn có thể thấy ở đây nè, ở đây là 30 phút, ở đây là 60 phút, có nghĩa là mình đã sử dụng khoảng là 1 tiếng rưỡi trên cái màn hình khi mà mình sạc đầy cái thiết bị iPhone đến giờ. 1 tiếng rưỡi thì nó còn lại 89%. 1 tiếng rưỡi trên màn hình với những cái thao tác mà đánh giá AnTuTu, GitBench, 3D Max và những cái trải nghiệm từ lúc mà mình quay video tới giờ, nó chỉ mất 11% như thế này thôi. Thì mình thấy nó khá là trâu nha. Mặc dù là phiên bản GC nhưng mà pin mình cảm thấy nó khá là tốt trên cái thiết bị của mình nha. iPhone 14 Pro Max với 94% pin tối đa. Thì sau khi mà mình cập nhật và trải nghiệm cái thiết bị của mình trên cái phiên bản iOS 18GC này, mình thấy là Apple bổ sung cho chúng ta khá là nhiều những cái chức năng mới nha. Thì một trong những cái chức năng mà mình khá là thích là giúp cho chúng ta có thể tùy biến được những cái icon này nè, đổi cái màu của nó qua Dark Mode hay là có thể tùy chỉnh bất kể màu nào chúng ta thích. Có thể di chuyển được icon đến bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Rồi, cái thanh Control Center làm lại cũng khá là đẹp mắt. Trên màn hình khóa thì chúng ta cũng có thể tùy biến được rất nhiều, ví dụ như là đổi những cái icon này thành những cái biểu tượng ứng dụng khác. Còn riêng đối với phần hiệu năng thì mình thấy nó sụt giảm so với iOS 17.6.1, nhưng mà cũng không đáng kể lắm. Để có thể trải nghiệm những chức năng mới thì mình thấy nó cũng khá là đáng. Thì đây là cái trải nghiệm của mình sau khi mà mình cập nhật cái phiên bản iOS 18, phiên bản RC trên cái thiết bị iPhone 14 Pro Max. Nếu mà các bạn muốn trải nghiệm cái phiên bản này thì có thể thực hiện theo video.
Còn không thì các bạn có thể đợi khoảng 1 tuần sau khi phiên bản RC ra mắt thì các bạn có thể là sử dụng cái phiên bản chính thức nha. Video này của mình đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.